thử thách ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Anh hỏi Phương Anh nhá. Bây giờ theo em làm nào để em cộng số tiền một cách nhanh nhất? Đếm xong rồi cộng. Dốt lắm. Đây nhá, anh chỉ cho một lần nhá, anh chỉ làm một lần duy nhất nhá. Về lý thuyết thì em đếm số này là bao tờ, xong nhân với số tiền 500 ngàn này. Anh đếm là 16 tờ thì nhân với lại là 500 ngàn. Cứ lấy số tiền để đếm xong nhân lên. Thực tế thì 500 nghìn tương đương với lại 16 triệu 79 tờ 200. 202 tờ 100 nghìn. 269 tờ 50 nghìn. 249 tờ 20 nghìn. 251 tờ 10 nghìn. 5 nghìn là 375 tờ. 2040 tờ. Tờ cuối cùng, tờ mệnh giá 1.000 đồng. Thôi cái này không phải tính. Cái này không phải tính, để anh. Ngày xưa anh học giỏi toán mà. 100 tờ nhân với 1.000 đồng tương đương với 1 triệu. Đó là 1 triệu ạ. Bác Hưng ghi vào cho em nha, Bác Hưng nha. Ngày xưa anh học giỏi toán mà.